la la la, đời đẹp quá. Làm như là hình như bên đội mình đang có một cái sự hăng say nào đó hả? Đúng rồi, tại vì thắng mà. Đúng rồi, cứ đội nào có em là đội đó sẽ chiến thắng, chiến thắng. Miễn là đừng có chơi toán đâu là tụi tôi tự tin lắm. Em là thần đồng toán học nha, anh nói sao vậy? Đội với mình hình như là muốn về luôn liền giờ không? Dạ muốn anh ơi, có về được không anh? Chứ sao vậy, mệt mỏi quá hả? Có vẻ như là em ngửi thấy mùi thua nhiều hơn là thắng. Không chị, mình còn mấy dòng mà lo gì. Yên tâm dạ, có Hiếu với Ngân ở đội mình thì chắc chắn thua rồi. Nhưng ngay tại thời điểm này, cái trò chơi này có tên là karaoke. Wow. Thì mình cử ca sĩ ra ca. Bên tôi có ca sĩ sắp ra MV luôn. Nhưng nó có một tên gọi khác, đó là vì trong nghịch cảnh. Hả? Còn nó nghịch cảnh như thế nào thì chúng ta chưa bàn luận. Bây giờ hãy cử ra mỗi đội một người để hát karaoke. Lan Ngọc. Lan Ngọc hiện nay là ca sĩ trẻ đang lên, vừa rồi mới hát một cái bài với Ngô Kiến Huy á. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nhưng mà chị có nghe tên trò chơi là trong nghịch cảnh. Mà nghịch cảnh thì đội em chỉ có mình anh Vinh mới giải quyết được thôi. Hợp lý. Mắc mớ gì? Anh cũng là ca sĩ, anh quên rồi hả anh Vinh? Anh đã từng đi diễn mà. Lâu đâu hát. Anh quên thiệt là anh từng trong nhóm MB3 gì mà. Nhóm MB3 gì mà. P5 MB5 MB5 gì đó. Ca sĩ đó. Nên đội em quyết tâm sẽ lựa chọn anh Vinh ra chiến đấu với đội bên kia. Rồi, bên kia là ai? Ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Rồi, xin mời hai bạn đứng đây. Đúng rồi, ca sĩ. Bây giờ, hai bạn quán tôi thi giành quyền thi trước. 3, 2, 1 vô. Thắng, chị thắng. Ủa, cái gì vậy? Sao vậy anh? Mình thắng là được quyền chơi trước. Tại vì chơi sau là không bất lợi. Tên anh đi. Ok, về vô luôn. Đây, cầm. Chúng tôi sẽ có mỗi đội một bài hát hiện lên trên màn hình. Chúng ta sẽ hát theo nhịp điệu, cao độ và cái sự chơi tự tin vượt qua nghịch cảnh. Và chơi thoải mái vui vẻ, khán giả sẽ là người vote sau khi hai đội kết thúc trò chơi. Mời Hiếu ngồi vào trong. Cố lên Hiếu, cố lên. Thưa quý vị, ca sĩ Hồ Quang Hiếu là ca sĩ nhiều bài hit. Ví dụ như Con Bướm Xuân, Anh Muốn Em Sống Sao. Bảy. Nhỏ này kỳ cục, nhỏ này. Em xin lỗi. Bài Như Lời Đồn. Chị này kỳ cục chị này. Bây giờ là bài hát remix để Hồ Quang Hiếu vượt qua nghịch cảnh mang tên Đêm Đô Thị. Mấy con này không có sợ. Mấy con dế. Dế kìa. Đây, con này sợ không? Nhìn mới bỏ vô cho người em á. Nhìn màn đêm xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng. Kìa bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm. La 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 la. Tròn trang mới như nhiều trang giấy, trong lòng còn trinh trắng thơ ngày. Người trai tráng yêu cuộc đời tươi sáng, bước chân bước.
hoàn thành cho bài hát. Bỏ chạy hai lần nha bạn. Với cái sự sợ hãi và cái thái độ rụt rè và có không tự tin lắm. Thưa quý vị, chúng ta vào vị trí hai đội. Quá dữ. Dọn dọn kia đi. Ai dẹp cái con thanh xà đi. Ồ, nó bỏ trong cái lỗ luôn rồi. Các bạn sẽ giơ nút like để gọi là bình chọn cho cái tiết mục mà mình thấy can đảm, thấy hy sinh, thấy gọi là hết mình vì chương trình. Hồ Quang Hiếu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 hơn. Ôi, nhiều anh ơi. Rồi, cảm ơn Chú Thế Vinh. Nói gì nữa bây giờ. Ở cái phần game trước thì chúng ta thắng, thì phần này chúng ta tiếp tục thắng 2-0. Bây giờ chúng ta sẽ có vài phút phỏng vấn nhanh. À, chào chị thấy thế nào khi đội mình tiếp tục thua? Em nghĩ đây là định mệnh. Khi mà ngày hôm nay em được gặp anh Hồ Quang Hiếu thì đội em quá trọn vẹn rồi, thì chúng em không cần phần thưởng. Cảm ơn chị. À, chào anh Hồ Quang Hiếu, anh được mệnh danh là ca sĩ đẹp trai nhất hành tinh. Đã từng anh của em thấy sao? Anh thấy sao? Thấy ghê quá. Thấy ghê quá. Mấy cái ghê quá. À vậy hả? À, chào chị là Lâm Vĩ Dạ. Thường thường người ta hay nói chị ở đội nào đội nó thua, chị nghĩ sao? Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên, dĩ nhiên và tất nhiên rồi, có gì đâu phải nói. Cảm ơn chị. Câu hỏi tiếp theo. Nhóm MB5 có 4 thành viên gồm Trừ Thế Vinh, Trần Tuyên, Phương Tài và ai? A. Khánh Phương, B. Ngô Kiến Huy và C. Hàng Thế Tố. Hiếu. Nhai hả? À, nhai đấy. Rồi anh đọc lại câu hỏi. Đó. Đó. Nó là sao có 4 thành viên rồi. Dương Hiếu Vinh, Trần Tuyên. Hả giờ, hả giờ. Em tức giọng nhà đội em quá. Đùa quá vậy. Ghê quá. Ủa, mọi người ơi, ăn chanh là bị bệnh tim hả? Tôi có một khoảnh khắc, chúng ta xem lại khoảnh khắc vừa rồi. Đó. Đó. Nhóm nhóm em bị thiệt luôn á, cuộc sống giờ khó khăn quá, chua cay đắng mới cái miếng chanh. Nhóm em bị phải có bố thịt gì. Ủa vậy cái đội đó đi về đâu vậy? Em đi. Thầy thấy bài thoại của em. Còn đáp án nữa, ăn đi, đáp án cuối cùng. Rồi đáp án cuối cùng ai cũng biết rồi, nói gì nữa. Mình nói mình mới hay vậy chứ. Phải đọc lại hết chứ. Phải đọc lại hết chứ, không hết không được đó. Hiếu. Đúng rồi, ăn rồi. Thành phố mình có rất nhiều quận, hỏi thôi mình có bao nhiêu quận? 24. Hết giờ. Trước rồi. Hết giờ luôn. Anh ghê quá. Hết giờ rồi. Thứ nhất là Hồng Hiếu vượt qua được cái ăn, nhưng mà đã hết giờ trước khi đọc số 24 rồi. Thôi rất tiếc, với lại 24 là cái đáp án cuối cùng chắc chắn đúng rồi, chơi chi nữa nha. Cho. Hiếu, giờ này mình có hát bài Cô Đừng Mưa không? Dạ có. Hát đoạn mưa đó nghe. Câu trả lời chắc em biết được. Đó. Bầu trời ở đây nè. Trên bầu trời. Mưa phun quá trời. Câu cuối cùng. Nhưng mà bây giờ mình thắng câu này mình cũng đâu có được để. Nhưng mà mình mới có danh dự của người nghệ sĩ chứ. Trời ơi, mình thua trắng là kỳ lắm. Đây. Hồ Quang Hiếu vào nhà hàng chỉ bán món Huế nhưng lại gọi một món trong menu không có. Hỏi món đó là món nào? Chè bột lọc, heo quay, cơm hến, bánh tráng, cuốn thịt, heo hay đào da? Em. Có chừng ướt TV nha. Có chừng ướt TV nha. Không.
hỏi hỏi tế nhị cái vừa rồi chọn đáp án nào không nghe. Đáp án cuối cùng á anh, hai đầu da bánh á. À đúng rồi, bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da là món của Quảng Nam. Quảng Nam Đà Nẵng chứ không phải là của Huế, đó là đặc sản. Thôi thì với sự cố gắng vừa rồi, đáng lẽ là ban tổ chức báo là không cho bởi vì làm hư cái tivi rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn ghi nhận ở riêng trò chơi đẹp đội mình 3, đội mình mới có 1. Tỷ số chung cuộc đến thời điểm này là 1-0 nghiêng về đội chúng ta.